vô là mất lửa. Ở đây có bao giờ các bạn bị mất lửa chưa? Bao nhiêu bạn bị mất lửa rồi? Làm rồi mà tự nhiên là không muốn làm gì hết á, vứt bỏ thế giới. Ở trên Facebook nhiều mà, lâu lâu ngày lên cái thì hiện ra cái câu gì à, đưa nhau đi trốn rồi bỏ hết mà đi xong rồi à. Nhiều lắm, lo thấy nhiều lắm. Thì lo thấy là có nhiều bạn họ hay đặt ra câu hỏi nếu mình lỡ mất lửa thì phải làm sao. Câu trả lời đơn giản là đốt lửa lại. Giỡn thôi. Như thế này, chắc chắn là tại vì Lô có tiếp xúc với rất là nhiều người, có những bạn rất là luôn lạc quan trong cuộc sống và có những bạn rất là hay vinh quang. Và một cái cách mà cái hỏi Lô làm sao để mà giữ cái tinh thần tích cực thì các bạn biết đó là công việc của Lô bận lắm, nhiều lắm, cực kỳ nhiều luôn. Và những cái vấn đề giữa khách hàng với trong cuộc sống cá nhân của mình cũng nhiều nữa. Và Lô rất là trong suốt là tự tìm ra được một cách, đó là tìm niềm vui từ những thứ đơn giản. Tìm niềm vui từ những thứ đơn giản nhất và tập cái sống tích cực lên một chút xíu, tại vì khi mà bạn sống tích cực thì mọi thứ nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Và cái này nữa là Lô muốn chia sẻ với các bạn là các bạn phải tự tìm cái cách để mà làm cân bằng bản thân mình. Thì những cái cách này chỉ có các bạn có thôi. Ví dụ như là nhiều khi các bạn trong công việc đi một ngày sáng bùng bực chẳng hạn, đúng không? Thì cách Lô hay làm là có thể là nằm thư giãn 10-15 phút hay là xem hài chẳng hạn, đúng không? Và mình sẽ tìm những cái thứ đơn giản đó mà giúp cho cái tâm trạng của mình nó ổn định trở lại. Đó cũng là một cái cách. Và các bạn, cái này thì mình phải nâng tập thường xuyên và chỉ có các bạn mới tự tìm ra được cái cách cho mình thôi. Thì các bạn, nếu những bạn nào hay bị mất lửa hay là bị mất hứng á, thì hãy xem coi là những cái điều gì mà giúp cho mình cảm thấy vui hơn, giúp cho mình có thể quay lại với cái công việc của mình. Tại vì nếu mà cứ mất lửa hoài như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất của các bạn. Có một phần Lơ nói là ví dụ là theo cái công việc này, nó chắc chắn rồi là mình sẽ có hứng mình mới làm được, đúng không? Tại vì nhiều bạn mình vẫn có cái tâm hồn nghệ sĩ trong đó để mình làm ra những cái đẹp như các bạn là vậy. Nhưng mà bởi vì những cái đó cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của các bạn. Bởi vì công việc của mình á, nhiều người nghĩ là mình có thể làm ra làm freelance mà, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng thành công đâu, không? Đôi khi mình cũng sẽ có những cái một dốc mình phải rơi xuống. Cho nên là để mà cân bằng trong cái công việc và cuộc sống của mình á, thì các bạn cứ luôn tự tìm ra cái cách để mình có thể là tìm những niềm vui đó nha. Thì những niềm vui từ cái chuyện nho nhỏ thôi, chọc phá bạn bè cũng được, ví dụ fresh quá kiếm đại hình đứa nào mà nó là nó mình troll nó, mình vẽ nó, mình đốt lên Facebook chẳng hạn, như vậy mình cũng có thể làm những cái như vậy để mà cân bằng trong công việc của mình. Hoặc là xưa ở Redcard thì có một cái bàn chuyên gia rất là bự. Nhiều người hỏi là tại sao cái văn phòng của Redcard Motion giống như phòng giải trí không giống phòng làm việc. Nguyên một cái không gian 155 m², cái văn phòng mới á, thì có một cái bàn chuyên gia rất là bự, có một cái bàn phóng viên tiêu, có một cái màn hình TV 42 inch chỉ để ngồi chơi game Nintendo chẳng hạn vậy. Hoặc là có một cái không gian rộng nhưng mọi người có thể nghỉ trưa, mọi người chơi ma sói trong đó. Bởi vì đó là cái cách đó để mà lôi cho mọi người có thể là cảm thấy thoải mái, sáng tạo. Và mỗi khi mà các bạn stress đó, các bạn có thể làm những cái việc giải trí đơn giản thôi trong vòng 15 phút đó mà các bạn có thể cân bằng lại. Thì hầu như các bạn nói về cái cách đó, thứ nhất là chơi cũng dữ và làm cũng dữ. Và mọi người sẽ luôn cố gắng làm sao trong cái ngày làm việc của mình á, càng cố gắng sáng tạo càng tốt. Thì đó cũng là một cách. Hôm nay thì thật sự là lôi nhận được một cái bản câu hỏi rất là nhiều, nhiều lắm. Và tôi nghĩ là cũng chắc lọc ra được là một số những cái điều mình đã muốn nghe. Với là tại vì nếu mà để trả lời hết đi cái bản này thì chắc là sẽ mất cả ngày. Nên là chắc lọc ra được một số thứ. Thì nếu mà bạn nào mà vẫn còn có thắc mắc thêm thì các bạn có thể hỏi vô ở trên Facebook hoặc là đặt những câu hỏi trên là cái ask.fm á. Thì tôi vẫn là dành một số thời gian của mình ra để mà tư vấn hoặc là những bạn nào mà đang gặp khó khăn trong cái việc định hướng nghề nghiệp á, thì tôi cũng sẽ tư vấn cho các bạn. Đó là một trong những cái cách mà mình muốn xây dựng cái cộng đồng của mình lên, ngoài việc là xây dựng cái cách mô sinh. Tại vì mình cũng sẽ cần một cái cộng đồng nhiều người trẻ, nhiều người đam mê để mà đẩy nó đi lên. Ok, cảm ơn mọi người.